Siêu phẩm loa kiểm âm monitor 2000X cực kỳ đẹp, sang trọng và đẳng cấp. Đây là một cái series cao cấp và thành công bậc nhất của hãng Onkyo. Một cặp loa có thiết kế tuyệt đẹp với cái cân nặng cũng khá là khủng luôn. Cặp này thì tổng thể là cao là 73, chiều ngang là 42 và chiều sâu là 40cm. Với cân nặng mỗi thùng thì xấp xỉ khoảng 45 cân. Tức là cả cặp này thì nặng ngót một tạ các bác nhé. Cấu hình của cặp 2000X thì chúng ta sẽ có một bát 34 sử dụng công nghệ màng carbon, kiềng vàng gold, tình trạng siêu đẹp. Một loa chung body dome rất là lớn và một cái loa chép dome. Cấu hình của cặp này thì siêu mới luôn, vỏ được sơn bóng piano, vỏ gỗ cực kỳ đẹp luôn. Logo 2000X được mạ vàng và những cái thông số ở đây. Tuyến loa rất là đẹp, gông kiềng còn sáng. Cặp này thì bên em về trong tình trạng đẹp xuất sắc. Rất hiếm khi về được cặp monitor 2000X còn đẹp như này. Đấy, cái phần gông kiềng còn đẹp như thế này ạ. Quá xuất sắc luôn ạ. Đây, các bác nhìn này, cái thông số ở đây. Về phần thùng vỏ góc cạnh, cặp này đẹp tuyệt đối luôn. Vuông thùng, sắc cạnh, không cấn móc, không bể lở gì cả. Độ mới còn đạt trên 90%. Đây, các bác chúng ta cùng quan sát tổng thể. Đề căng cũng còn rất là đẹp. Đầy đủ tem, logo. Công suất của mỗi thùng lên tới 205W cho một chiếc. Đủ để cho các bác chơi đa năng các thể loại nhạc. Cặp này các bác cũng rất dễ ghép âm ly. Các bác ghép cho em những cái dòng của Pioneer, của Sansui, của Denon. Đấy, sẽ cho ra chất lượng âm thanh cực kỳ tốt. Cặp loa này thì bên em giao lưu 25 triệu 800 ngàn đồng. Và đây là thời điểm cận Tết, những ngày cuối năm âm lịch rồi. Bên em chỉ ship các cái tỉnh gần thôi. Còn từ các cái tỉnh phía miền trong trở vào trong thì không ship được. Hẹn các bác sang năm mới. Các bác có nhu cầu cặp loa này thì các bác hãy alo trực tiếp cho em. 25 triệu 800 ngàn đồng. Cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.